kính chào quý khán thính giả chương trình phát hình hôm nay của bản tin quan tình đốm gồm có phần tin đáng chú ý phần tin thế giới với thi nga tiết mục phụ nữ nói về những người phụ nữ tuổi tỷ nổi tiếng với bạch cúc bản tin sinh hoạt cộng đồng và sau cùng là bản tin về những sinh hoạt sắp tới tại tiểu bang Maryland Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Số khai thất nghiệp hàng tuần giảm xuống tới 341.000. Hạ viện thông qua lực cứu trợ thiên tai cho những nơi thờ phượng. Tổng giám rắp bu Điện yêu cầu Quốc hội cho phép ngưng dịch vụ phát thư ngày thứ Bảy. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin số khai thất nghiệp hàng tuần giảm xuống tới 341.000. Số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 27.000 hồi tuần rồi là một dấu chỉ cho thấy việc tuyển dụng có thể được cải thiện. Bộ Lao động cho biết, số đơn xin hàng tuần đã sụt giảm tới mức điều chỉnh theo mùa là 341.000, là mức thấp nhất trong 3 tuần lễ. Mức trung bình 4 tuần là mức đo lượng ít thay đổi nhất tăng lên tới 352.500, sau khi đạt tới mức thấp nhất trong 5 năm hồi 2 tuần trước. Cơn bão lớn xảy ra tại vùng Đông Bắc vào dịp cuối tuần qua, dường như có một ít ảnh hưởng tới dữ liệu đó. Bản phúc trình được tính trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 9 tháng 2 trước khi bão xảy ra. Phát ngôn viên Bộ Lao động nói rằng Connecticut không thể báo cáo số liệu cho chính phủ liên bang hồi đầu tuần này vì các văn phòng tiểu bang bị đóng cửa sau cơn bão. Illinois cũng không báo cáo số liệu cho nên số liệu của hai tiểu bang này đã được ước tính bởi Bộ Lao động. Ông Obama đẩy mạnh chương trình sơ học trong chuyến đi Georgia. Kế hoạch nới rộng chương trình sơ học của Tổng thống Barack Obama được đưa ra khi cứ một trong 13 học sinh đang theo học tại các lớp Head Start có nguy cơ bị loại ra nếu giới lập pháp không tránh được rắc rối ngân sách. Ông Obama nói về việc mở rộng các chương trình giáo dục sơ học, chẳng hạn như Head Start, trong chặng dừng chân vào ngày thứ Năm tại Georgia. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Arne Duncan được sắp xếp trình bày với các thượng nghị sĩ ở Capitol Hill rằng việc cắt giảm ngân sách đang đợi cứu xét có thể phương hại tới các học sinh hiện tại. Toán của ông Obama đang khuyến cáo quốc hội về những gì được dự đoán xảy ra nếu các lãnh tụ không tránh được khoản tự động cắt giảm ngân sách là 85 tỷ Mỹ Kim được ấn định bắt đầu vào ngày 1 tháng 3. Tòa Bạch Ốc đưa ra kế hoạch của ông Obama hôm thứ Năm đề nghị sự liên tục sơ học có phẩm chất cao cho trẻ em bắt đầu từ lúc mới sinh và tiếp tục tới lúc 5 tuổi. Chính phủ sẽ tài trợ cho những trường sơ học công lập hay public preschool cho bất cứ trẻ em 4 tuổi nào mà lợi tức gia đình ở mức 200% hay thấp hơn của mức nghèo túng liên bang, tức là một mức ấn định rộng rãi hơn là của chương trình Head Start trong hiện tại, thường phục vụ trẻ em thuộc các gia đình ở dưới 130% mức nghèo túng. Tất cả 50 tiểu bang và chính phủ liên bang sẽ góp phần vào kế hoạch này. Ông Obama cũng đề nghị để cho các cộng đồng và những nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cạnh tranh nhau cho những khoản trợ cấp nhằm phục vụ cho trẻ em từ 3 tuổi trở xuống bắt đầu từ lúc mới sinh. Và một khi tiểu bang thiết lập chương trình cho các em 4 tuổi, họ có thể sử dụng ngân quỹ từ chương trình này để cung cấp lớp vườn trẻ nguyên cả ngày. Tòa Đốc cho biết việc đầu tư của liên bang vào Head Start là một chương trình 8 tỷ Mỹ Kim phục vụ cho gần 1 triệu trẻ em sẽ gia tăng. Ông Kerry tuyên bố sự đáp ứng mạnh của thế giới trước thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn sẽ gửi một thông điệp tới Iran. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố rằng thế giới phải cho thấy sự kiên quyết trước những khiêu khích về hạt nhân của Bắc Hàn hoặc là phải liều lĩnh khuyến khích Iran, vốn đang được theo dõi kỹ lưỡng về chương trình làm giàu chất uranium. Theo ông Kerry, các nước phải thỏa thuận về một sự đáp ứng nhanh chóng, rõ ràng, mạnh mẽ và khả tính trước cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng và việc chế độ độc tài này tiếp tục gạt bỏ những bổn phận của họ trong sự coi thường những nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc được đưa ra mới nhất hồi tháng rồi hôm thứ ba bắc hàn đã cho nổ một thiết bị hạt nhân tại một khu xa xôi dưới lòng đất điều này được xem là một bước chính yếu tiến tới mục tiêu chế tạo bom nhỏ đủ để lắp vừa vào phi đàn có khả năng tấn công hoa kỳ iran giống như bắc hàn cũng đang bị chế tài gắt gao và những cuộc điều đình với tây phương về chương trình hạt nhân của họ cũng bị bế tắc tương tự iran vẫn cho rằng chương trình này là cho hòa bình nhằm sản xuất năng lượng và dành cho nghiên cứu y khoa chứ không cho vũ khí. Hôm thứ tư, tư nước này cho biết họ bắt đầu thiết lập một nhà máy phát điện ly tâm mới để cho phép gia tăng mạnh mức độ làm giàu chất uranium. trong sự coi thường việc Hoa Kỳ kêu gọi ngưng các hoạt động như thế. Hiện có suy si đoán rằng Bắc Hàn và Iran có thể hợp tác với nhau về việc phát triển phi đạn và hạt nhân. Ông Kerry không vạch ra mối hợp tác đó, nhưng sau khi tiếp kiến ngoại trưởng John tại Bộ Ngoại giao, ông đã nói những trường hợp này được liên kết với nhau bởi vì cả hai bên đều lo ngại việc cấm phát triển. Barack cho biết tại Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật đã hội ý với nhau về một sự đáp ứng và hứa hẹn cùng nhau hợp tác để yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Quốc hành động. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Leon Panetta cho rằng những hành động của Bắc Hàn thể hiện một mối đe dọa rõ ràng đối với Hoa Kỳ và phá hỏng nền an ninh trong vùng. Ông thề quyết là Hoa Kỳ sẽ xúc tiến bất cứ bước cần thiết nào để đạt được sự cam kết đối với Nam Hàn, kể cả những cuộc tập trận tiếp tục và tăng cường phi đạn phòng thủ trong vùng. Hạ viện thông qua lực cứu trợ thiên tai cho những nơi thờ phượng. Hôm thứ Tư, Hạ viện đã đồng loạt chấp thuận dự luật cho phép những nơi thờ phượng bị hư hại do siêu bão Sandy được nhận cứu trợ thiên tai liên bang từ Cơ quan Quản trị Khẩn cấp Liên bang hay FEMA. Hạ viện bỏ phiếu với tỷ số 354 trên 72 phiếu cho dự luật giờ đây được chuyển tới Thượng viện. Những nơi thờ phượng sẽ được cộng thêm vào danh sách của chính phủ liên bang về những tổ chức vô vị lợi hội đủ điều kiện được hưởng cứu trợ của FEMA để giúp tái thiết theo dự luật này. Những người chỉ trích nói rằng dự luật đó chống lại sự tách biệt hợp hiến giữa giáo hội và quốc gia. Những người ủng hộ dự luật cho rằng hàng trăm nơi thờ phượng đã bị hư hại trong cơn bão và nhiều nơi này vẫn tiếp tục phục vụ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bằng cách cung cấp sự trợ giúp, chẳng hạn như nơi tạm trú và thực phẩm. Dân biểu Peter King cho biết các nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo, đền thờ và những cơ sở tôn giáo khác đều xứng đáng được hưởng cùng sự đối xử như các tổ chức vô vị lợi khác. Dân biểu dân chủ Gerald Nadler cho rằng có vấn đề vi hiến thực sự trong việc dùng tiền thuế để tái thiết những cấu trúc, chẳng hạn như những cơ sở tôn giáo và đền thờ vốn không được sử dụng bởi đại chúng. Ông than phiền là dự luật này đã được vội vã biểu quyết chỉ vài ngày sau khi nó được đề nộp, mà không có bất cứ cuộc điều trần hay cứu xét nào của Ủy ban Tư pháp. Tổ chức Americans United for Separation of Church and State chống lại dự luật đó khi nói rằng người đóng thuế không nên bị yêu cầu phải trả tiền cho việc tái thiết những nơi thờ phượng. Tổ chức này cho rằng việc tài trợ bằng công quỹ cho tôn giáo là vi phạm hiến pháp và nhiều phán quyết của các tòa án liên bang đã cấm chính phủ yểm trợ cho các tòa nhà được sử dụng chính yếu cho việc thờ phượng. Tổ chức American Civil Liberties Union cũng chống đối dự luật này. Dự luật này được ủng hộ bởi một vài tổ chức tôn giáo, kể cả American Jewish Committee, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, National Association of Evangelicals và Jewish Federations of North America. Tổng giám đốc Bưu điện yêu cầu Quốc hội cho phép ngưng dịch vụ phát thư ngày thứ Bảy. Hôm thứ Tư, người đứng đầu Sở Bưu điện Hoa Kỳ đã yêu cầu Quốc hội đừng cản trở kế hoạch cắt bỏ việc phát thư ngày thứ Bảy của ông như là một phương cách tiết kiệm ngân quỹ, nhưng nghiệp đoàn công nhân Bưu điện đã chỉ trích kế hoạch này như là bất hợp pháp và đáng thắc mắc về tài chánh. Tổng giám đốc Bưu điện Patrick Donahoe tuyên bố với Ủy ban Điều trần Thượng viện rằng kế hoạch được loan báo hồi tuần trước là một trong nhiều bước xúc tiến cần thiết bởi vì tình trạng tài chính của cơ quan này thảm khốc và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Sở Bưu điện Hoa Kỳ đã lỗ 1,3 tỷ Mỹ Kim trong 3 tháng cuối năm ngoái, theo sau khoản lỗ gần 16 tỷ Mỹ Kim của tài khoản năm trước đó. Theo kế hoạch được loan báo hồi tuần rồi, việc phát bưu kiện sẽ tiếp tục từ thứ hai cho tới thứ bảy, nhưng khoảng 2 tỷ Mỹ Kim có thể được tiết kiệm hàng năm bằng cách cắt giảm dịch vụ phát thư xuống chỉ còn 5 ngày một tuần. Một phần trong vấn đề của cơ quan là việc gửi thư đã sụt giảm, vì khách hàng chuyển qua liên mạng để gửi thư điện tử, trả tiền hóa đơn và cho những sử dụng khác. Thế nhưng phần lớn sự thâm hụt về dịch vụ bưu điện là do một đạo luật mà Quốc hội thông qua hồi năm 2006, buộc cơ quan này phải trả trước cho chi phí y tế của những người hưu trí trong tương lai, là một việc mà không có cơ quan nào khác phải làm. Trong số những người lên tiếng hôm thứ Tư để chống lại việc cắt giảm dịch vụ phát thư trong ngày thứ Bảy là ông Cliff Guffey của Nghiệp đoàn Công nhân Bưu điện Hoa Kỳ, là người yêu cầu ngưng việc tài trợ trước ông nói việc bỏ phát thư ngày thứ bảy là một sự thay đổi quá nhanh và quá xa sẽ gây thiệt hại không cần thiết cho cơ quan. ông Reid cho biết ông sẽ chống việc phê chuẩn cho ông Hagel. Đảng viên dân chủ cao cấp ở thượng viện đã chuẩn bị một cuộc bỏ phiếu của toàn viện vào cuối tuần này cho ông Chuck Hagel, người được tổng thống Barack Obama đề cử làm bộ trưởng bộ quốc phòng. lãnh tụ khối đa số thượng viện Harry Reid đã nộp một bản kiến nghị vào ngày thứ tư để hạn chế cuộc tranh luận và buộc biểu quyết về việc đề cử ông Hegel. Phê Dân Chủ nắm thế đa số 55 trên 45 phiếu tại Thượng viện và có một số để phê chuẩn cho ông Hegel trong một cuộc biểu quyết đa số. Nhưng họ sẽ cần có sự ủng hộ của năm đảng viên Cộng hòa trước khi cuộc bỏ phiếu quyết định về người được Tổng thống chọn để cầm đầu Bộ Quốc phòng được cho phép tiến hành. Hôm thứ Ba, Ủy ban Quân vụ Thượng viện chia rẽ đã bỏ phiếu chấp thuận cho ông Hegel bằng một tỷ số 14 trên 11 phiếu. Tất cả các đảng viên Dân Chủ trong Ủy ban đã ủng hộ ông Hegel, trong khi phe Cộng hòa trong ủy ban lại thống nhất trong việc chống đối ông. Thượng nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa Susan Collins trước đây từng được xem là người có thể ủng hộ ông Hagel, nhưng hôm thứ Tư bà cho biết bà sẽ chống đối việc phê chuẩn cho ông, vì bà nói rằng ông Hagel không có thiện chí yêu cầu Liên Âu liệt kê Hezbollah là một tổ chức khủng bố hồi năm 2006, và ông từng do dự để yểm trợ việc sử dụng tất cả những giải pháp phi quân sự chọn lựa chẳng hạn như những biện pháp chế tài đơn phương để gây áp lực buộc Iran ngưng chương trình hạt nhân của họ. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin qua tình đống xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.